ngày 26 tháng 7, Đài Loan ghi nhận 10 ca lây nhiễm trong nước, 1 ca nhập cảnh và không có ca tử vong mới. Trong đó, thành phố Đài Bắc có 4 ca, thành phố Tân Bắc và Đào Viên mỗi nơi có 3 ca. Kể từ ngày 27 tháng 7, hạ mức cảnh báo phòng dịch xuống cấp độ 2 trên toàn Đài Loan. Tuy nhiên, trung tâm chỉ đạo nhấn mạnh vẫn siết chặt quản lý biên giới, không cho phép quá cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, trừ trường hợp có thể cư trú. Phố thương mại nằm trên tầng trệt của ga tàu lửa Đài Bắc ra thông cáo dừng hoạt động trong 3 ngày để tiêu độc khử trùng cho tới ngày 28 tháng 7 mới khôi phục hoạt động. Chính quyền thành phố Đài Bắc xác nhận tính từ ngày 22 tới ngày 24 tháng 7, trong công ty phụ trách vệ sinh cho ga tàu lửa Đài Bắc, có 4 nhân viên làm việc vệ sinh đã nhiễm virus, 2 người cư trú ở Đài Bắc, còn 2 người khác ở Tân Bắc. Ngày thường, phạm vi làm việc của 4 nhân viên này liên quan tới các nhà vệ sinh nằm ở cổng số 1 và số 3 về hướng Đông và cổng số 3 ở hướng Tây, nên tạm thời đóng cửa 3 ngày, nhưng công việc bán vé ở ga xe lửa vẫn hoạt động bình thường. 2 giờ rạng sáng ngày 26 tháng 7, trên Facebook của công ty Hồng Trà John thì thông báo vào ngày 24 tháng 7, một nhân viên làm việc bán thời gian tại cửa hàng bán đồ uống chi nhánh Nghi Hụ, thành phố Đài Bắc, nghi xuất hiện triệu chứng mất vị giác và tự đi làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. Cửa hàng Nghi Hụ lập tức ngưng hoạt động và tiêu độc, đồng thời truy vết 17 nhân viên có tiếp xúc gần và làm xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Ngày 19 tháng 7, Sở tuần tra biển ở ngoài khơi Đài Nam bắt được một tàu đánh cá, trên đó vận chuyển 8 lao động người Indonesia và người Myanmar vượt biên đến Đài Loan. Qua xét nghiệm PCR có 6 lao động cho kết quả dương tính. Ngày 25 thông qua phương pháp giải trình tự gen, xác định trong 6 lao động phi pháp này có một lao động người Indonesia và một lao động Myanmar đều nhiễm biến thể Delta. Hiện hai người lao động nhiễm virus biến thể đang được bố trí điều trị tại phòng cách ly áp lực âm. Ngoài ra, vì có 16 người từng trải qua thời gian dài tiếp xúc với hai lao động trên, khiến Cục Y tế Đài Nam lo ngại có nguy cơ tái dương tính, nên thực hiện xét nghiệm lần thứ hai, đảm bảo an ninh phòng dịch tuyến biên giới. Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng dịch ông Trần Thời Trung tuyên bố rằng gần đây sẽ mở rộng chương trình tiêm trộn lẫn vaccine ngừa COVID-19 nhưng vẫn chưa ra lịch trình cụ thể do cần thêm thời gian để quy hoạch. Nhưng có thể xác định là sẽ ưu tiên mở rộng cho các đối tượng từ loại 1 tới loại 3 sau khi đã tiêm liều vaccine đầu tiên cùng với nhóm người đã tiêm vaccine sau 8 tuần. Có chuyên gia trích dẫn một báo cáo nghiên cứu về tiêm trộn giữa vaccine AZ và BNT của Đại học Oxford Anh Quốc cho thấy sẽ đạt hiệu quả tốt hơn sau khi chia đối tượng tham gia thí nghiệm tiêm trộn hai liều vaccine thành 4 nhóm với kết quả phát hiện hiệu giá kháng thể trung hòa của hai liều vaccine BNT là 14080. Tiếp theo sau là AZ kết hợp với BNT là 12906. Nếu tiêm vaccine BNT trước rồi mới tiêm AZ sau là 7133. Còn tiêm hai liều đều là vaccine AZ thì chỉ có 1392. Tuy nhiên, có bác sĩ cho rằng trong việc tiêm trộn vaccine, mặc dù có lợi nhiều hơn hại, nhưng có thể xuất hiện những tình trạng như bị sốt, mệt mỏi, đau sưng tại chỗ, tim tăng mạnh hơn nữa, không thể áp dụng cho tất cả mọi người, mà người cao tuổi có thể trạng yếu kém, khuyến cáo hãy thận trọng khi tiêm. Ngoài ra, việc có nên cho tiêm trộn lẫn với loại vaccine Medigen sản xuất tại Đài Loan hay không, bác sĩ cho rằng phải trải qua cuộc thí nghiệm lâm sàng, tạm thời không nên thực hiện như vậy. Tình hình dịch COVID-19 ở các nước Đông Nam Á tiếp tục leo thang. Ngày 25 tháng 7, Việt Nam thông báo trong nước có 7.525 ca mắc mới, trong số đó có 1.516 ca không rõ nguồn lây. Trong hơn một năm nay, số ca nhiễm tại Việt Nam đều được khống chế trong số hàng chục, được coi là hình mẫu chống COVID-19. Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối tháng 4 đã bị vỡ trận. Hiện 3 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ dự kiến sẽ tới Hà Nội trong thời gian sớm nhất, hỗ trợ Việt Nam chống lại dịch bệnh. Tại Malaysia, mặc dù từ tháng 6 đến nay đã tăng nhanh tốc độ tiêm phòng vaccine, đồng thời thực thi biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng đứng trước làn sóng xâm nhập của virus biến thể Delta. Vào ngày 25 tháng 7, ghi nhận trong 13 ngày liên tục có số ca nhiễm vượt mốc 1 triệu và là mức cao mới về số ca nhiễm trong ngày. It's a really, really an alarming number to be taken lightly off. Số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia tính đến ngày 25 tháng 7 chính thức vượt mốc 1 triệu ca.